Chào các bạn, hôm nay Ngọc Anh sẽ quay cho các bạn xem một cái model máy cơ đĩa của Makita. Đó chính là cái model này. Đây các bạn, 5806B. Đây, cơ đĩa ha, cơ đĩa 185mm của Makita. Đây cái hộp giấy bên ngoài đó. Mình sẽ mở cho các anh xem. Đây, trong này là cái hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành của Makita, hàng chính hãng này các bạn. Tất cả những sản phẩm của nhập của Việt cung cấp thì chắc chắn là 100% là hàng chính hãng hết, các bạn hoàn toàn có thể an tâm. Đó là cam kết của nhập của Việt. Trong này nó có một cái cử ha. Và đây là máy đó. Đây các bạn. Ok. Đó là cái hộp giấy thôi. Đóng nó lại, nó gọn gàng đi. Rồi các bạn, đây Ngọc Anh sẽ cho các bạn xem. Đó, đây là model của nó nè, Makita 5806B, đường kính là 185mm và công suất của nó là 1050W. Đơn thuần như vậy thôi. Và đây có cái thông tin về tốc độ không tải là 5200 vòng 1 phút. Và có số seri. Máy này có một cái số seri rất là đẹp ha. Số seri của nó hoàn toàn một dãy số 6 luôn các bạn. 2, 4, 6, 6 số 6. Wow. Nói vui thôi. Ví dụ như số này mà biển số xe thì rất là đẹp ha. Nhưng mà số seri của máy thì chắc cũng không ai quan tâm. Nhưng mà nói vui với các bạn nữa thôi. 2466 thì là đầu tiên các bạn thấy một cái số series đẹp như này. Chẳng lẽ giữ cái model này lại để làm kỷ niệm. Anh em nào mua thì bán đấu giá luôn ha. Và đây là cái tem 7 màu của máy này các bạn ha. Tem 7 màu. Hàng chính hãng. Đây. Máy thì được đi kèm một cái lưỡi cưa. Một cái lưỡi cưa đường kính 185mm nhân 2 chấm nhân với 20mm. Cái lưỡi này cho gỗ ha. 2 chấm là độ dày và 20mm là cái đường kính trong. Đường kính trong của lỗ. Và các bạn thấy là chữ for wood là xài cho gỗ. Ở đây có một số cái thông tin cơ bản trên cái lưỡi ha. Ví dụ như là 40 răng, góc 19 độ và xài cho gỗ ở đây. Đó là thông tin về cái máy các bạn. Đây, các bạn sẽ đọc thêm cho các bạn một số cái thông tin mà được ghi trên catalog này. Đó, bạn thấy chưa? Rồi. Motor mạnh hoạt động đêm ngay cả khi cắt vào vật cứng. Công suất là 1050W. Khả năng cắt tối đa và với góc 90 độ là 66mm và 45 độ là 44mm, đường kính lưỡi là 185mm. Tốc độ không tải là 5200 vòng 1 phút và tổng chiều dài là 282mm. Trọng lượng 3,5 kg, dây dẫn là 2.5m. Đây, phụ kiện bao gồm lưỡi cưa hợp kim, khóa lục giác và thước dẫn. Các bạn thấy rằng là Makita thì ghi rất là chi tiết cụ thể ở trên catalog này, bao gồm những cái gì, những cái phụ kiện gì thì Makita đều ghi rõ ràng ở đây và nó rất là chính xác ha. Đây, chính xác. Thì đó là những cái thông tin cơ bản về cái máy cưa này. Các bạn thấy rằng là Makita, giống như bạn nói nhiều lần thì những sản phẩm của Makita thì khá là đa dạng. Các bạn thấy này, đây là những cái lưỡi cưa, những cái máy cưa đĩa của Makita thì nó có tới nguyên một trang này. Ý Ngọc Anh nói là có rất là nhiều model. Nó có từ đây được cái lưỡi khác nhau là từ 165 này. Đây 185, 185 là thông thường ha. 185 thì có 3 model ở đây. 3 model và model này thì là đường kính là 235, lớn hơn nữa. Lớn hơn. Cái này thì là 260 đến 270. 260. Đây, model này.
Và cả bên này nữa ha. Có tới 335 mm, khá là lớn ha, tốc độ công suất tới 1700W. Đó, đây là những cái model máy cưa đĩa của Makita, thì Ngọc Anh sẽ từ từ review cho các bạn từng model một ha, sẽ quay cho các bạn xem để các bạn có thể nhìn qua video để đỡ mất thời gian của các bạn phải đến tận cửa hàng, đến tận showroom của Nhịp Cầu Việt để coi. Tuy nhiên là nếu như bạn thích nhìn tận mắt, sờ tận tay thì vẫn có thể đến showroom của Nhịp Cầu Việt ở gần ngã tư Amata. Ngọc Anh luôn luôn đón chào các bạn đến đây để xem thôi cũng được. Dạ, các bạn đến để xem, để tìm hiểu, để coi những cái model máy của Makita cũng như là tất cả những sản phẩm chính hãng khác mà công ty Nhịp Cầu Việt cung cấp, để xem cái đó, sản phẩm đó nó có phù hợp với nhu cầu của bạn không. Thì khi nào các bạn cần thì bạn mua, không sao cả, không mua không sao ha, rất là bình thường thôi. Ngọc Anh sẽ luôn luôn đón chào các bạn và đây Ngọc Anh sẽ cắm điện thử, vận hành thử cho các bạn xem. Đây, quay lửa các bạn xem. Khá là êm hả? Khá là êm. Hàng Makita thì không cần phải bàn về chất lượng nữa các bạn. Ví dụ như nhìn ở đây các bạn thấy là cái chất liệu nhựa nó cũng rất là sắc sảo ha. Rất là sắc sảo và cầm vào cái máy cảm giác rất là thích. Và quên nữa, đây là một cái chỗ mà các bạn có thể điều chỉnh góc cắt ha. Không độ 15, 15, 30 và 45 là cái điều chỉnh góc cắt. Vận hành nghe tiếng máy rất là thích các bạn. Vận hành nghe tiếng máy rất là thích. Vừa rồi thì Ngọc Anh đã quay cho các bạn xem một cái model máy cưa đĩa của Makita, đường kính 185 mm, và model của nó là 5806B. Thì các bạn nào quan tâm đến sản phẩm này thì có thể comment ở phía dưới, bạn cần thêm thông tin gì đó về giá cả hay gì đó thì Ngọc Anh sẽ có thể gửi cho các bạn. Bởi vì xin lỗi các bạn là không có đọc giá cụ thể, bởi vì giá từ mỗi một thời điểm nó sẽ khác nhau và nó có thể thay đổi. Thì để cập nhật thông tin về giá chính xác nhất thì vui lòng liên lạc với Ngọc Anh theo số điện thoại phía dưới, hoặc là các bạn để lại số điện thoại thì Ngọc Anh sẽ trực tiếp liên lạc với các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo, và rất là mong nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa để kênh của Nhịp Cầu Việt ngày càng được nhiều người theo dõi. Cảm ơn các bạn.